quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Một nhà sử học được mệnh danh là nhà tiên tri của các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa tiết lộ người mà Phó Tổng thống Kamala Harris nên chọn làm bạn đồng hành tranh cử. Theo Daily Mail, Alan Chipman, người đã dự đoán đúng 9 trong 10 cuộc bầu cử gần nhất, tuần trước cho hay danh sách lựa chọn của bà Kamala Harris đã rút gọn lại còn 2 ứng cử viên Phó Tổng thống, đó là Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly. Giáo sư Đại học Mỹ này nói, "Tôi nghĩ việc lựa chọn ứng cử viên Tổng thống không thể xoay chuyển cuộc bầu cử, nhưng quá trình đó lại rất quan trọng. Tôi cho rằng tất cả những người được thẩm định đều đủ tiêu chuẩn. Theo quan điểm của tôi thì chỉ còn lại 2 người." Trong cuộc phỏng vấn với Newsweek, ông Lichtman nói thêm, Thống đốc Pennsylvania Shapiro sẽ là một lựa chọn đặc biệt tốt vì ứng viên này đến từ một tiểu bang có 19 phiếu đại cử tri đang được tranh giành. Không có ứng cử viên đảng Dân Chủ nào giành được chức Tổng thống Mỹ mà không giành được chiến thắng tại Pennsylvania kể từ thời Tổng thống Harry Truman năm 1948. Tiểu bang này đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1992, loại trừ năm 2016 khi họ bầu cho ông Donald Trump, người sẽ tái tranh cử vào tháng 11 với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bà Kamala Harris dự kiến công bố người đồng hành trong cuộc đua Nhà Trắng trong tuần này. Sau khi tiếp quản chiến dịch tranh cử từ Tổng thống Joe Biden vào tháng trước, bà Harris có rất ít thời gian xuất hiện trên đường đua vào Nhà Trắng. Tuy vậy, điều này không hẳn là một bất lợi đối với Phó Tổng thống. Một số nhà phân tích nhận định rằng sự tham gia muộn màng của Phó Tổng thống có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thắng cử của bà vào tháng 11, do bà Harris sẽ không đủ thời gian để tự định nghĩa bản thân trước cử tri và kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều. Bà Alison Dennis, giáo sư nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học Shippenburg, chia sẻ với Business Insider rằng trong khoảng thời gian 3 tháng còn lại, chiến dịch tranh cử của bà Harris khó có thể tạo ra một bước đột phá. Song việc duy trì sức nóng hiện tại không phải là vấn đề khó khăn đối với đội ngũ tranh cử của bà Harris. Các đảng viên đảng Dân Chủ có thể thở phào nhẹ nhõm khi ứng cử viên Kamala Harris tỏa sáng với hàng loạt kỷ lục gây quỹ khi Tổng thống Biden quyết định rút lui. Những đồn đoán xung quanh cái tên sẽ được bà Harris lựa chọn làm phó tướng cũng sẽ giúp cho Phó Tổng thống thu hút thêm nhiều sự chú ý từ công chúng. Bà Dennis nhận định, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào cuối tháng này sẽ chào đón sự trở lại của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Hai nhân vật chính trị này dự kiến sẽ có bài phát biểu ủng hộ bà Harris ra tranh cử với tư cách ứng viên đại diện đảng này. Bà Harris mở rộng ảnh hưởng trong lớp cử tri trẻ. Giám đốc điều hành của một công ty tư vấn chính trị kỹ thuật số đã quản lý hơn 140 chiến dịch tranh cử trên toàn thế giới, Espora, cho biết lớp cử tri thế hệ trẻ có xu hướng nghiêng về phía bà Harris trong cuộc thăm dò xã hội. Sự ủng hộ từ nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi là đặc biệt quan trọng đối với những tháng tới. Ông nói, ông Trump vốn không coi trọng và cũng không được lòng cử tri trẻ. Sau những tuyên bố ủng hộ các khu vực tôn giáo đi chệch đáng kể so với quan điểm chính trị của họ, ngược lại phương pháp tiếp cận cởi mở trên nhiều nền tảng xã hội sẽ giúp bà Harris thu hút một lượng lớn phiếu bầu từ nhóm này vào tháng 11 tới. Cuối tháng 7 vừa qua, bà Harris đã đăng tải video đầu tiên trên mạng xã hội TikTok cá nhân, kèm theo dòng chú thích, tôi nghĩ đã đến lúc tham gia rồi. Video đầu tiên của bà trên nền tảng này đã đạt 4,2 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt yêu thích và gần 68.000 lượt bình luận. Không chỉ vậy, tài khoản TikTok này còn thu về 1,2 triệu lượt theo dõi trong chưa đầy 24 giờ. Giới quan sát đánh giá, TikTok vẫn là một nền tảng tiềm năng với 170 triệu người dùng tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu PEVKF, có trụ sở tại thủ đô Mỹ, Washington. 1/3 người trưởng thành dưới 30 tuổi tại nước này tiếp cận thông tin từ TikTok mỗi ngày. Trong khi đó, ông Trump chỉ chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội của riêng mình có tên Truth Social. Dự án truyền thông trên các nền tảng xã hội của ông Donald Trump đang mất đi nhiều lượt theo dõi mỗi tháng, gây tổn hại đến lợi nhuận của các công ty mà cựu tổng thống đang nắm giữ. Tờ The Guardian đã dẫn lời nhà phân tích truyền thông Howard Poskin cho biết rằng Truth Social chỉ có 2,11 triệu người dùng duy nhất vào tháng 6, giảm 38% so với một năm trước. Giám đốc điều hành của Espora lưu ý rằng nhóm cử tri trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 34 chiếm khoảng 1/5 dân số cả nước, tương đương với 52,8 triệu người. Kể từ năm 2016, các cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người trẻ đi bỏ phiếu. Giám đốc điều hành của Espora ước tính khoảng 57% nhóm cử tri này sẽ tham gia bầu cử vào tháng 11 tới và những lá phiếu của họ có nhiều khả năng sẽ thuộc về đảng Dân Chủ. Đường đua ngắn hạn là lợi thế lớn. Theo chuyên gia Darkness,
nếu bà Harris thực hiện một chiến dịch dài hơn, thì việc duy trì sự ủng hộ những cử tri trẻ tuổi sẽ là một gánh nặng đối với chiến dịch của bà do đặc tính hay dao động của nhóm này. Hồi năm 2016, ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã kết hợp hoạt động tranh cử với trò chơi tương tác ảo nổi như cồn khi ấy là Pokemon Go nhằm tìm kiếm phiếu bầu từ cử tri trẻ. Tuy nhiên, sự kết hợp này không mang lại hiệu quả như ý và người chiến thắng cùng năm đó lại đến từ đảng đối lập ông Donald Trump. Năm nay, ông Trump tiếp tục tranh cử với một nữ ứng viên khác của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà Harris không phải là một tin mừng đối với ông chủ cũ của Nhà Trắng. Ông Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với ông Biden trong nhiều tháng, đồng thời xây dựng hàng loạt các kế hoạch tấn công nhằm đánh trúng điểm yếu của Tổng thống đương nhiệm. Theo ông Darkness, việc thay đổi ứng viên tranh cử khiến các kế hoạch của ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa đổ bể. Cựu Tổng thống đã và đang phải thử nhiều chiêu bài truyền thông mới, nhiều trong số đó đã phản tác dụng. Trong quá trình thử nghiệm, ông Trump đã mắc phải những lỗi không đáng có, gây tổn hại nhiều hơn đến chiến dịch của chính ông hơn là cản trở chiến dịch của bà Harris. Ông Darkness lập luận, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án rộng rãi khi nghi ngờ nguồn gốc màu da của bà Harris, ứng cử viên có cha là người Jamaica và mẹ đến từ Ấn Độ. Một số biệt danh của ông đặt cho bà Harris như Laughing Kamala Harris, có nghĩa là Harris hay cười, và Clark Kent Copilot Kamala Harris, phó tướng khiêu khích, không thu hút được nhiều sự ủng hộ như kỳ vọng so với cái tên Sleepy Joe, Joe buồn ngủ, từng làm với ông Biden. Khi đợt tổng tuyển cử chỉ còn cách khoảng 90 ngày, vẫn chưa rõ đòn tấn công nào là hiệu quả nhất đối với bà Harris, trong khi ông Trump không còn nhiều thời gian để thử nghiệm. Tuy vậy, giám đốc Espora cũng cảnh báo bà Harris không nên chủ quan trước những thành công ban đầu, vì sự chú ý của truyền thông và cử tri luôn là một con dao hai lưỡi. Sự ủng hộ mạnh mẽ trong chặng cuối có thể là duy trì, thậm chí khuếch đại tầm ảnh hưởng của bà Harris bằng cách duy trì mức độ hiển thị cao, cẩn thận trong phát ngôn và đưa ra lời giải phù hợp cho các vấn đề quan trọng hiện nay. Bà Harris có thể tiếp tục duy trì sức nóng trong khoảng thời gian còn lại. Thưa quý vị, các cuộc tranh luận Tổng thống năm 2024 đã được lên kế hoạch là cuộc đối đầu giữa Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên hiện giờ, mọi việc đã trở nên hỗn loạn. Ban tranh cử của ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang thảo luận về việc có nên tham gia tranh luận trực tiếp hay không và tần suất tranh luận như thế nào, trong khi các kênh truyền hình Mỹ vẫn tiếp tục cạnh tranh nhau để tổ chức sự kiện này. Bà Harris tuyên bố sẵn sàng tranh luận với ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump cũng sẵn sàng tranh luận với Phó Tổng thống đương nhiệm. Hầu như mọi mạng lưới truyền hình của Mỹ đều muốn tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên, khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu, vẫn chưa có sự kiện cụ thể nào được ấn định. Đội chiến dịch của ông Trump đang do dự về cuộc tranh luận trên đài ABC, vốn được lên lịch vào ngày 10 tháng 9. Đây là cuộc tranh luận duy nhất hiện có trong lịch trình của phía ông Trump, nhưng có khả năng sẽ có thêm các cuộc tranh luận khác. NBC News đang đàm phán với mỗi bên về việc tổ chức thêm một cuộc tranh luận, trong khi CBS News cũng đưa ra đề xuất tương tự. Tuần trước, Fox News đã đề xuất một cuộc tranh luận vào ngày 17 tháng 9. Việc ông Biden tuyên bố dừng tranh cử đã đảo lộn mọi kế hoạch ban đầu. Bà Harris vẫn chưa chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nhưng hiện đã hội đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Ông Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc tranh luận với bà Harris. Ban chiến dịch của ông Trump tuần trước cho biết, cựu Tổng thống muốn cho đến khi bà Harris chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử mới đưa ra quyết định và ông muốn tranh luận trên Fox News thay vì ABC News. Tuần trước, ông Trump cho biết ông chưa chấp nhận bất kỳ đề xuất nào vì cuộc tranh luận vào tháng 9 mà ông đồng ý ban đầu là với Tổng thống Joe Biden. Ông Trump nói với Fox News, "Tôi có thể quyết định sẽ tranh luận, nhưng tôi cũng có thể đưa ra lý do để không tham gia." Một quan chức thân cận với cựu Tổng thống cho biết, ông Trump có thể sẽ tranh luận với bà Harris, nhưng do có sự thay đổi ứng viên của Đảng Dân Chủ, nên họ cũng cần phải điều chỉnh lại. Hiện vẫn còn quá sớm để nói liệu ông Trump có chuẩn bị cho cuộc tranh luận với bà Harris hay bất kỳ ứng cử viên nào khác ngoài ông Biden hay không. Trong khi đó, bà Harris cáo buộc ông Trump lùi bước về thỏa thuận tổ chức cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9. Michael Tyler, phát ngôn viên chiến dịch của bà Harris cho biết, nếu ông Trump và nhóm của ông ấy nói bất cứ điều gì khác ngoài câu chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, thì đó là một sự thoái lui có thể dự đoán được. Kế hoạch cho cuộc tranh luận phó tổng thống cũng bị đảo lộn. Bà Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận phó tổng thống của CBS News trước khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử. Đàm phán về cuộc tranh luận mới vẫn chưa thể diễn ra cho đến khi bà Harris chọn được người đồng hành. Các cuộc tranh luận luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt trong mỗi kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ.
một vài khoảnh khắc quan trọng, một câu nói dí dỏm hay một lỗi ngớ ngẩn cũng có thể thay đổi vị thế của một ứng cử viên gần như ngay lập tức. Còn đối với các mạng lưới truyền hình, đây là sự kiện thu hút số lượng lớn khán giả. Cuộc tranh luận do CNN tổ chức vào tháng 6 tại trường quay ở Atlanta đã cho thấy tác động của nó lớn tới mức nào. Ông Biden liên tục nói vấp, gặp khó khăn khi trả lời và màn thể hiện tồi tệ đã dẫn tới việc ông quyết định dừng tranh cử vài tuần sau đó. Theo Nielsen, có khoảng 51,3 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận này. Tại một sự kiện tranh cử ở Virginia, ông Trump, vốn lâu nay chỉ trích gay gắt CNN, đã ca ngợi cách kênh này xử lý cuộc tranh luận hồi tháng 6, nói rằng người điều phối Dana Bash và Jack Tapper đã đối xử với chúng tôi rất công bằng. Thưa quý vị, tại một sự kiện tranh cử ở Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 30 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng kêu gọi ông Donald Trump giữ lời hứa tham gia cuộc tranh luận do ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9, cuộc tranh luận mà trước đó ông đã đồng ý thực hiện với Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, sau tuyên bố ngừng tranh cử của Tổng thống đương nhiệm, ông Trump lại thay đổi quyết định của mình vì cho rằng đài ABC có tính thiên vị, không phù hợp để chủ trì màn tranh luận giữa hai ứng viên. Bà Harris nói, ông Trump tuyên bố sẽ không tham gia, không tranh luận, nhưng ông ấy và những người bạn đồng hành chắc chắn có nhiều điều để nói về tôi. Ông Donald Trump, tôi hy vọng ông sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trên sân khấu tranh luận, bởi nếu có gì cần nói, ông hãy nói trực tiếp với tôi. Sự kiện tranh cử ở Atlanta là chuyến thăm đầu tiên của bà Harris tới bang Georgia kể từ khi Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Đảng Cộng Hòa đang nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng của mình tại tiểu bang này nhằm nhuộm xanh khu vực phía Nam trên bản đồ bầu cử năm 2024. Trong bài phát biểu, bà Harris cũng liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Georgia. Tôi hiểu rõ một điều, con đường đến Nhà Trắng chạy thẳng qua tiểu bang này. Các bạn đã giúp chúng tôi giành chiến thắng vào năm 2020 và hy vọng điều này sẽ lặp lại vào năm 2024. Hơn 10.000 người tham dự sự kiện tranh cử ở Atlanta liên tục reo hò và hô vang tên bà Harris từ bên dưới khán đài để cổ vũ cho Phó Tổng thống Mỹ. Hiện bà Harris và nhóm hỗ trợ vẫn đang cân nhắc lựa chọn ứng viên Phó Tổng thống và có thể sẽ sớm công bố tên người được lựa chọn để cùng bà vận động tại các bang chiến trường trong tuần tới. Georgia, bang chiến trường sở hữu tới 16 phiếu đại cử tri, là một trong những mục tiêu hàng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trước đó, ông Biden từng giành chiến thắng sít sao tại tiểu bang này trước cựu Tổng thống Donald Trump vào 4 năm trước, một chiến thắng hiếm hoi tại một tiểu bang không ủng hộ bất kỳ đảng viên Dân Chủ nào làm Tổng thống trong gần 3 thập kỷ. Tuy nhiên, những khảo sát gần đây cho thấy ông Trump vẫn duy trì lợi thế tại Georgia. Theo dự kiến, ông Trump và người đồng hành tranh cử, Thượng nghị sĩ James David Van của bang Ohio sẽ vận động tranh cử tại Atlanta vào cuối tuần này. Cử tri đang nín thở chờ đợi màn đáp trả của cựu Tổng thống Donald Trump với màn khiêu chiến công khai của bà Harris ngày 30 tháng 7. Trong cuộc thăm dò mới của Reuters Ipsos cho thấy, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris tiếp tục dẫn trước ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump khi được 43% cử tri đã đăng ký ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Trump nhận được 42% ủng hộ trong phạm vi sai số 3,5%. Bà Harris đã củng cố vị trí với tư cách là ứng viên Đảng Dân Chủ trong 10 ngày qua, sau khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua. Kể từ đó, Phó Tổng thống Harris đã nhận được lượng lớn viện trợ bầu cử cũng như sự ủng hộ. Nhìn chung, cử tri đã có cái nhìn thiện cảm hơn về bà Harris trong tháng qua. Cuộc thăm dò cho thấy 46% cử tri có cái nhìn thiện cảm về bà so với 51% có cái nhìn không thiện cảm. Con số này so với 40% ủng hộ và 57% không ủng hộ trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos hoàn thành vào ngày 2 tháng 7. Mức độ ủng hộ đối với ông Trump hầu như không thay đổi trong thời gian đó, với 41% cử tri đã đăng ký ủng hộ và 56% không ủng hộ trong cuộc thăm dò gần đây nhất. Cuộc thăm dò cũng cho thấy cử tri thiện cảm với cách tiếp cận của ông Trump về kinh tế, nhập cư và tội phạm, trong khi nhìn nhận của bà Harris có kế hoạch tốt hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!